Làm mẹ luôn là chủ đề đáng quan tâm của các chị em phụ nữ lẫn những ông chồng hiện nay. Câu chuyện về trách nhiệm làm mẹ không bao giờ là cũ đối với chúng ta, bởi mỗi người, mỗi điểm, mỗi hoàn cảnh đều có những câu chuyện khác nhau liên quan đến chủ đề thiêng liêng này. Vốn hoạt động trong lĩnh vực văn hóa biên kịch, Tường Loan với bút danh Kẹo Đắng đã có những cái nhìn, những cảm nhận rất riêng của mình về thiên chức làm mẹ, đặc biệt là khi cậu bé Oscar, con trai đầu lòng của chị và ông xã ra đời. Trong suốt cuộc hành trình 3 năm nuôi dạy con, từ những lúc mới sinh đến khi con Bibo tập nói, Tường Loan đã góp nhặt những điều bình dị nhất trong cuộc sống của mình để cho ra đời tác phẩm Oscar, Con đường thảm đỏ của mẹ. Xin chào khán giả của Giao Anh TV. Hôm nay mình rất là vui khi mình được ra mắt quyển sách Đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Mình là Tường Loan với bút danh là Kẹo Đắng. Quyển sách của mình là Oscar, Con đường thảm đỏ của mẹ. Thì với cái tên đó thì quý vị khán giả cũng đã biết được rằng là Oscar tính là tên của con trai của mình. Thì mình là một biên kịch, chồng mình là đạo diễn. Thì đương nhiên là mình mong muốn là có một cái giải Oscar, nhưng mà cái giải Oscar thì nó hơi bị có gọi là một niềm mơ ước quá là lớn lao đi, nên là mình tự mình thưởng cho mình một cái giải Oscar mà mình có thể nắm gọn trong lòng bàn tay của mình. Khi mà mình mang thai đứa bé này thì mang tay đứa con đầu tiên thì mình gửi trọn niềm tin vào bé. Nói chung đó là gọi là kết quả tình yêu của hai vợ chồng. Mình rất là đặt niềm tin rất là nhiều vào bé, và từ lúc mang thai mình đã viết cái quyển nhật ký này, và mình hy vọng rằng là sẽ là một cái món quà đầu tiên cho cái sinh nhật lần thứ 3 của bé. Cuốn sách là trải nghiệm lần đầu của tác giả, cũng là nơi để cô có thể chia sẻ đến những người lần đầu làm mẹ, để họ có sự chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho chính mình. Nhân buổi ra mắt sách kết hợp với chương trình Blues Trắng, Tường Loan sẽ ủng hộ 100 quyển sách để quyên góp vào quỹ Blues Trắng với tên đại diện là Oscar. Nữ tác giả hy vọng sẽ mang lại một tâm hồn thật tươi sáng và thiện lành cho cậu con trai của mình những năm tháng vào đời bằng việc làm nhỏ bé này. Thực ra thì việc trải nghiệm từ lúc mang thai, rồi từ lúc bé tập đi tập bò, rồi bé Bibo nói, đó là một cái trải nghiệm mà hầu như bà mẹ nào cũng có. Nó cũng không có quá khó khăn đối với một bà mẹ mà có thể để ý đến con mình là từng bước giai đoạn tập lập, tập bò, tập đi như thế nào. Đối với chị, đối với mình thì nó không có quá khó khăn. Cái vấn đề đây là khi mà mình gửi đến nhà xuất bản á, thì có điều là nó hơi bị riêng tư một chút xíu, cho nên là nhà xuất bản đầu tiên thì cũng có một chút trục trặc, đến nhà xuất bản thứ hai thì mình đã được xuất bản. Trong buổi gặp gỡ lần này, biên kịch Tường Loan cũng chia sẻ nhiều về những dự định trong tương lai của mình. Đó là đẩy mạnh việc sản xuất các chương trình do công ty của cô và ông xã thành lập, điều hành hoạt động khá ổn trong thời gian vừa qua.